Hello, mến chào các bạn ha. Ngày hôm nay Nhã sẽ chỉ cho các bạn cách phát âm những cái ngày tháng ở trong tiếng Anh đó các bạn. Ngày thì có từ thứ hai tới chủ nhật, tháng thì có tháng 1 cho tới tháng 12 ha. Đó, đầu tiên là Monday là thứ hai các bạn. Còn thứ ba Tuesday. Tuesday. Thứ ba là Tuesday. Tuesday. Thứ tư là Wednesday. Wednesday. Thứ tư là Wednesday. Thứ năm là Thursday. Còn thứ sáu là Friday. 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 Thứ bảy là Saturday. 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 Thứ bảy là Saturday. Chủ nhật rất là dễ luôn, Sunday. Sunday. Đó là từ thứ hai tới chủ nhật rồi các bạn.